Thưa quý vị, tối qua ngày 6 tháng 3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã dự sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư 16 thuộc Đảng bộ phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy phường Hòa Thuận Đông, chi bộ khu dân cư 16 thực hiện tốt vai trò lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, phát huy sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đó, đời sống nhân dân trong khu dân cư ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã kiến nghị một số vấn đề dân sinh trên địa bàn còn tồn động, cũng như một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả nổi bật của chi bộ, đồng thời điểm lại tình hình kinh tế xã hội thành phố trong năm 2022, cũng như các tháng đầu năm 2023 và một số định hướng phát triển thành phố trong thời gian tới. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị chi bộ khu dân cư 16 phát huy kết quả thành tích đạt được, từng bước khắc phục khó khăn, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ. Chi bộ tiếp tục quán triệt và tuyên truyền và triển khai thực hiện cái chỉ thị 23 ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển văn hóa trên địa bàn thành phố. Đây là một trong những cái chỉ thị mà báo cáo với công chí là Ban Thường vụ đã ban hành với cái hướng tới là như công chí biết, dù chúng ta có khó khăn như thế nào thì chúng ta vẫn phải, và chúng ta muốn phát triển kinh tế được thì chúng ta phải đảm bảo phát triển cái văn hóa. Đây là một trong những cái yêu cầu chúng tôi cho rằng là nó cũng sẽ trở thành một cái đặc trưng của người Đà Nẵng. Cái văn hóa của chúng ta có một cái sức mạnh rất là lớn, và nếu như chúng ta tiếp tục làm tốt được cái việc này thì nó sẽ góp phần không chỉ về mặt tư tưởng, về mặt chính trị, mà chính là nó là cái sự thúc đẩy cho cái việc chúng ta xây dựng cái thương hiệu thành phố đáng sống của chúng ta. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị chi bộ khu dân cư 16 tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt 4 nhiệm vụ của tổ dân phố là theo dõi chặt chẽ việc quản lý cư trú, giữ vững an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, giúp nhau giảm nghèo, giữ gìn vệ sinh môi trường tại địa bàn dân cư và thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị. Đối với những kiến nghị của chi bộ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chia sẻ tiếp thu, đồng thời đề nghị Ủy Hải Châu, Đảng ủy phường Hòa Thuận Đông tiếp tục quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện để chi bộ triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.